Thưa quý vị, giải thi đấu âm thanh xe hơi chuyên nghiệp EMA Việt Nam năm 2023, sau 2 ngày tranh tài từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 6 vừa qua, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại với kết quả chung cuộc được trao cho các thí sinh chiến thắng tại 21 phân khúc. EMA năm 2023 đã là ngày hội âm thanh thật sự cho các tín đồ âm thanh xe hơi, là nơi giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, tiếp cận với những trình độ của các nước trong khu vực và thế giới. EMA Việt Nam 2023 có tới 66 xe đăng ký thi đấu ở 21 phân khúc và 135 phần thi đấu. Đây là kỷ lục về số lượng xe thi đấu nhiều nhất từ trước đến nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Con số này phần nào thể hiện được sự phát triển của thị trường xe hơi nói chung, cũng như phong trào âm thanh xe hơi nói riêng tại Việt Nam trong thời gian gần đây. Các xe thi đấu cũng rất đa dạng, từ các mẫu xe phổ thông cho đến các mẫu xe cao cấp, cho thấy phong trào chơi âm thanh xe hơi không giới hạn ở bất kỳ dòng xe gì. Cuộc thi đấu âm thanh xe hơi EMA ở Việt Nam thì đã bắt đầu hồi khoảng năm 2007 và đến nay là lần thứ 6. Thì đến khoảng từ năm 2017 thì chúng tôi Ô tô Sài Gòn đã tổ chức liên tục rất là nhiều kỳ thi đấu hàng năm. Thì đến nay thì cả số lượng với cái việc mà tổ chức liên tục như vậy thì cái số lượng xe tham dự của mỗi kỳ thì thi đấu âm thanh xe hơi nó cũng đều tăng lên rất là nhiều. Ví dụ như là những cái thời gian đầu tiên thì nó chỉ có khoảng 15-20 xe tham dự thôi, nhưng mà tới nay ví dụ như là đến năm 2022 thì có 50 xe tham dự ở miền Nam, và tới năm 2023 là lần này thì đã có tới gần 70 xe tham dự thi đấu. Thì cái số lượng đấy tăng trưởng thế nó cũng tương ứng với cả cái số lượng tăng trưởng của xe hơi của toàn thị trường, cũng như là cái nhu cầu sử dụng xe của người dân Việt Nam. Một điểm mới tại EMA Việt Nam năm 2023 chính là phân hạng mở rộng SQ Android dành cho xe thi đấu sử dụng màn hình Android làm đầu phát. Phân hạng SQ Android được chia thành 3 phân khúc bao gồm SQ Android 1500, SQ Android 3000, SQ Android Unlimited. Các xe thi đấu phân hạng SQ Android sẽ được thoải mái lựa chọn màn hình Android vì không tính vào tổng giá trị thiết bị của hệ thống. Đặc biệt, thí sinh vẫn có thể chọn hạng mục SQ tiêu chuẩn để thi đấu khi đăng ký SQ Android. Tại EMA Việt Nam 2023, có tới 22 xe đăng ký thi đấu tại 3 phân khúc của phân hạng SQ Android, chứng tỏ sức hấp dẫn của phân hạng mới này. Sau 2 ngày diễn ra, ban tổ chức EMA Việt Nam 2023 đã ghi nhận gần 2.000 lượt khán giả đến tham quan, chiêm ngưỡng những dàn âm thanh hàng đầu Việt Nam. Trong 21 phân khúc thi đấu tại EMA 2023, phân khúc Best of Sound có nhiều thí sinh tham gia nhất với 31 thí sinh dự thi. Phân khúc này được nhiều thí sinh lựa chọn vì hướng tới chất lượng của âm thanh, và quan trọng hơn hết, Best of Sound được xem là đích đến cao nhất mà thí sinh nào cũng muốn giành được. Với 31 xe thi đấu tại phân khúc Best of Sound, EMA 2023 đã phải chia thành 2 bảng để chọn ra 6 xe có kết quả tốt nhất để bước vào vòng 2. Kết quả chung cuộc, xe VinFast Lux A của thí sinh Lê Khá đến từ Pro Auto đã giành chiến thắng ở hạng mục này với điểm số rất cao. Năm nay thì không khí nó sôi động hơn năm ngoái, với lại là số lượng xe đăng ký nó cũng tăng hơn so với năm 2022. Năm nay thì Pro Auto tập trung các phân khúc như là 1500 nè, 3000, 5000 và phân khúc là show 2 sub. Những sản phẩm mà bên mình lắp đặt cho các xe thi đấu đến từ thương hiệu như là Miro rỉa xanh của Đức, Garden của Đức, rồi Mocconi của Ý, thì hầu hết những sản phẩm này là đều là những sản phẩm chất lượng cao trên thế giới. Đối với về mặt kỹ thuật thì một cái điểm nổi bật của EMA năm nay đấy là việc mà có các cái trọng tài của Việt Nam đã được chứng nhận bởi tổ chức EMA quốc tế để chấm ở trong cái lần thi đấu ngày lần này. Đấy là một cái điểm nó mới hơn, nó chứng tỏ là Việt Nam đã dần dần hội nhập với cả cái ngành công nghiệp âm thanh xe hơi quốc tế. Thì cái việc mà có trọng tài của Việt Nam thì nó sẽ góp phần là để tăng cường cái tính giao lưu. Ví dụ trọng tài Việt Nam thì sẽ có thể đi không chỉ chấm ở Việt Nam mà chấm ở các nước khác nữa. Thì ngoài cái, bởi vì là trước đây thì các cuộc thi âm thanh xe hơi ở Việt Nam thì chúng tôi phải dựa vào trọng tài quốc tế. Nhưng mà bây giờ thì trọng tài Việt Nam thì cũng đã có thể tự chấm được những cái đánh giá được những cái hệ thống âm thanh của chính mình, của chính các thí sinh ở Việt Nam. Các thí sinh chiến thắng đã được ban tổ chức trao cúp và kỷ niệm chương ngay tại sự kiện vào chiều ngày 24 tháng 6 năm 2023.
EMMA Việt Nam không chỉ là sân chơi thi tài giữa các shop và gara âm thanh xe hơi, mà còn là nơi để các anh em học tập, nâng cao tay nghề nhằm tiếp cận với trình độ của các nước trong khu vực ASEAN và thế giới, vốn có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực âm thanh xe hơi. Rồi về cái độ hành tráng thì năm nay là lớn nhất, Nếu mà em so với mặt bằng chung về các cái nước xung quanh đó, thì EMMA Việt Nam làm là hành tráng và cơ sở và là tổ chức là lớn nhất của Đông Nam Á, ngay cả châu Á luôn, chỉ có thua châu Âu thôi. Anh vào cái nghề này cũng ở hơn 25 năm. Thì mới đầu vào thì nó cũng là có những cái bước mò mẫm, nhưng mà nó càng về lâu nó càng bị gọi là thu hút và tự học hỏi rồi học hỏi thêm. Rồi tới bây giờ thì mình làm 25 năm rồi mà mình vẫn phải cập nhật và học hỏi liên tục, chứ mình không có phải là xong cái chuyện mà lập nghề. Thời gian sau này đó là anh nghĩ là thanh niên nhà nào cũng có xe hơi, thì cái nhu cầu mà nâng cấp cái hệ thống giải trí trong xe thì hầu như là đều có sẵn đó, và sau này nó sẽ nở rộ cái ngành nghề âm thanh xe trong tương lai. Tại Việt Nam, EMMA chính thức hợp tác với diễn đàn ô tô Sài Gòn vào cuối năm 2008, và EMMA Việt Nam cũng do ô tô Sài Gòn chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức các giải thi đấu trong khu vực châu Á. Việt Nam là nước thứ 6 có đại diện EMMA sau Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Philippines và Hàn Quốc. Tính đến nay, EMMA Việt Nam đã tổ chức 7 sự kiện với quy mô chất lượng ngày càng tăng và trở thành sự kiện thường niên của EMMA Việt Nam cũng như ô tô Sài Gòn.